Nó giống như trong 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 cái thời mà mấy các chị đưa ra kinh kệ rồi đó. Một là kinh là của vị nào vị nào vị nào, nhưng mà tự trong cái của mình ra nó có ở trong hết trơn vậy, cái tiếng không phải không? Tỷ biết nhưng mà tỷ không nói phải không? Ồ, sao chị cũng không cho tôi nói. Không có cho mình nói vậy. Nhưng như cái ngày mình nói đó, hiểu không? Mình được nói. Tỷ đang ngoài gió dữ hả? Không vậy chứ tự không biết nói cho ai nghe luôn, tự nó trong hết ra vậy đó cưng. Cũng có người á nói là cũng như làm việc cũng giống nói là cùng tần số với tỷ á, mà xin cái số Zalo của tỷ. Có người có duyên thì người ta biết tu, người ta tin chứ. Ví dụ này đây, cái à mình tỷ nói chuyện với tỷ như vậy đó, rồi tỷ nói như vậy rồi có người biết đó, có người là biết tỷ là ai, rồi biết tỷ ở đâu, rồi biết tỷ là xuống để làm gì luôn, có người biết đó nhưng mà người ta không nói thôi. Còn có người thì không biết mà lại nói. Ngộ luôn. Chứ không phải là lúc nào người ta cũng nói khác, mà người ta nói gì tùy duyên đó cưng. Mấy ngày bên đây mưa bão quá chừng. Ta tiếng nói tiếng 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 gì mà tiếng thiên tiếng gì ra, từ tự nhiên nó nói thôi, chứ không phải lúc nào tỷ cũng nói. Như lúc chưa lúc tỷ ở bên Việt Nam, tỷ chưa qua đây đó ha, là cái thằng kia nó bị về bên âm âm mà nói chuyện tiếng thiên rất là nhiều đó cưng. Cái mẹ nó thì thích, mẹ nó thì đi trị bệnh không có trị mà cứ kêu nó nói tiếng thiên thôi. Mà cái tiệm mới nói vậy nè, nói ngay mặt tỷ nói tiếng thiên cho gì nghe đi cưng, đi con. Cái tỷ nói vậy nè, tỷ không có nói, nó lo sợ tỷ, tỷ nói không có được nói, khi nào á nói á là phải đúng người đúng lúc đúng ta mới nói, không có được nói bừa bãi như vậy, cứ bắt từng nhỏ nói là không có được, không phải giờ nào cũng nói. Cái người âm cái đó là bên âm á, thì con hiểu không? Còn thiên đó là tiếng thiên nó khác, còn tiếng âm nữa, chị âm là âm là dương nữa chứ không phải âm không, con hiểu không? Nhưng mà bây giờ có người đâu có phân biệt được tiếng âm tiếng thiên đâu tỷ. Người âm có dương có đâu phải âm không, dương cũng có mà âm cũng có, âm nó cũng nói tiếng, đâu phải nó nói tiếng như mình. Người thì có người nói tiếng này, có người nói tiếng kia, là tất nhiên là các chị đã có tu rồi, các chị nói cũng tiếng thiên. Ở chị cha mẹ cho mình về cái tầng thứ nào là họ cho họ về, cho họ nhập vào cái xác của mọi người đó để nói, là người Campuchia có nè, người đủ thứ lượng người luôn, đâu phải một lon nhân cân. Nhưng mà tỷ có gặp được cái phần âm mà cái người bên tay không tỷ? Chưa từng, nhưng mà cái giống như là tỷ, nhưng mà cái người đó đủ nhân viên với tỷ là mới 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 cho mới là tỷ với người đó mới thấy, người ta lại nhờ tỷ là người đó là cho tỷ thấy như vậy đó. Ví dụ như người ta muốn nhờ tỷ gì, cái tỷ ra xuất hiện tại mặt tỷ luôn, là ta nói chuyện nhờ giả tỷ, hiểu không? Còn cái người mà bên đây người Hàn mà tự nhiên cái xuất hiện ngay mặt tỷ luôn là nhờ tỷ, làm như nhà đó bị chết theo tự dẫn đó, không biết sao mà đủ nhân viên gì mà lại ngay mặt tỷ luôn. Tỷ chỉ nhìn thôi, tỷ niệm Phật hay sao đó, cái qua hôm sau là cái gì đó giơ tay bái ba tỷ là người ta vui, còn lúc mới gặp thì buồn vậy đó, Vậy là bái tay là bay lên vậy.
Vậy là tỷ độ được cái người đó bà đi lên rồi đó. Bởi vì cho nên á, tỷ nói chuyện với Tân là tỷ nói cái gì tỷ cũng không biết mà tự người ta xuất hiện tới mặt tỷ. Có nghĩa là Mà có duyên á tỷ. ừ, cũng không biết nhưng mà cái ai mà tôi mà thành thật mà biết mình thật không hay là gì không nghe tự tự nhiên nhiên nó vui hay Thôi em sẽ phải tốt thôi, chị là chị chung về rồi. chứ có khi nào con thấy mấy cái người làm thầy làm bà có thấy ông Phật chưa và có thấy họ về chảnh chưa cũng là vô vi không chứ thì đâu có nhận ra mình đi tới đâu có không không ai lấy gì chứng chứng minh đây cũng là vô vi đó con không mà có đó. Nhưng mà em chỉ sợ là những cái người mà tu mà nhiều khi người ta gặp ma quỷ lại có mà thử mình đó, mà tử mình Đó thật á. nó là thử đủ thứ hết trơn rồi tôi hiểu được cái cặp mắt họ nói chuyện như mình là hiểu được cái lời nói là không hay là người ta đúng nói cái chánh pháp cho mình làm chánh hay làm tà hay làm gì mình biết không mình ham tiền mình đi sai đường đó mỗi lần mà tỷ thấy Phật đi nữa tỷ cũng là ông Phật chứ tỷ không có ham mê những cái gì hết trơn á Có nghĩa là cũng không có chạy theo phải không tỷ? không ừ Có nghĩa mình là chính mình. ừ cần phải làm chủ mình chứ vô ông Phật ra này rồi kệ ông Có nghĩa chứ không là phải rồi thấy ông có mình lại mình theo ông mà ông kêu làm gì làm đó không có đâu hồi xưa tỷ nằm trên bao á để mới đầu tiên là tỷ thấy cái ông đó làm như cái người cổ xưa cái người mà dân tộc hồi xưa hồi cổ lỗ gì đó hồi xưa bằng cái gì đó không trời ơi ví dụ tỷ kể này cho nghe ví dụ như hai cái người quân sĩ dắt tỷ đi lên chỗ đó cái chỗ ông đang ở trên cái chỗ đó lạ lắm không có giống như thế gian này đâu cái tỷ mới nói không có nói bằng miệng nhưng mà nói bằng cái đôi mắt đó cưng cái con mắt mình cảm nhận đó cái ngày đó hỏi tỷ cứ theo ta đi theo ta không có cho làm gì là sung sướng là hiểu không tỷ mới nói tỷ không có nghe nói chuyện bằng cái lời nói nhưng mà tỷ nói trong cái tâm mình á tỷ nói trời ơi nhìn ông hung hung tợn quá thôi ta không có theo mà sung sướng kiểu đó đâu ta không thèm đâu không thích không có theo tỷ quay đầu tỷ đi tỷ về á đi về là mấy thằng buôn tỷ nó không có theo tỷ ừ vậy đó. Giống như họ bắt mình dắt mình lên đó vậy đó hiểu không Có nghĩa thử thách là mình đó. người ta rủ mình nhưng mà mình không có theo họ thì họ không có ép, còn mình theo thì họ mới dắt đi. Ừ đó là vậy đó không phải là mình muốn ai mình cũng theo ai mình cũng dù cho ông Phật ông kêu theo ông cũng không theo nữa Mình ví dụ là vậy nha mình, cực dạ mình là mình chứ cũng như mình tệ là mình tệ chứ mình theo ổng mình có được gì đâu. trời ơi ông nói gì vậy em tỷ nói ông á là ông là ông tôi là tôi nhưng mà ông á là ông xuống á ví dụ như tỷ nói ông xuống thì tỷ làm trong bài thơ luôn đó giống như là làm bài thơ là ngày xuống ngày đem ánh sáng cho mọi người đó thức tỉnh mọi người để đem ánh sáng cho toàn thế gian này họ hiểu được là tu là phải chân thật thí dụ là tỷ nói là chân chân cái chân chân lắm đó cái thật đó cái thật mà cái chân đen thùi lùi đó rồi cái đầu cũng không có đội nón đó rồi ông đi ngoài mưa ngoài gió là cái lòng chân thật với bằng trời mà nó nói là quỷ khiếp bằng không là cái chỗ đó là cần cái lòng chân thật mình quỷ nó phải khiếp thần phải khâm đó phải khâm phục có hiểu chưa phục luôn á mấy cái vị thần ở dưới thế gian này nè chỉ đây nè gần mình nè họ phục luôn là cưng hiểu rồi đó các vị thần á tỷ nói là vị thần luôn chứ tỷ không có nói bên coi đâu hết trơn bất thị vị thần mà gần sát bên mình nó hiểu không ừ Có nghĩa họ phục là phục cái đức độ không phải không? ừ chứ đâu phải phục về tiền bạc danh lợi gì đó. Ông làm cái chức gì nào đi nữa người đã không phục là không phục vô nên cha ông định lực hết trơn á con hiểu không
cưng tu kiểu nào, cưng làm như thế nào vô nó trao, ông nhìn thấy cưng phải tội ông thử thách ghê lắm, cưng phải vừa đâu nhân cưng. Nhưng mà tỷ sao ở trên mà cho thiên cơ cho những cái người toàn là người dốt không vậy tỷ? Người già rồi dốt mới làm vua đó, chứ không biết là cái người quá chân thật, người ta không có hiểu gì hết trơn á, người ta không có tranh đua rồi còn còn cưng học học cho cao, tôi tụi cho cả đống rồi cưng không có nghĩ về cái chính thanh này nghèo khổ, cưng nghĩ toàn là cái chữ nghĩa rồi cưng đi theo cái đó không, mà cưng có dòm xuống hay làm dòm lên. Dạ, mà Cái nghĩ người cũng mà học thức á là 12 cái người nói chuyện với cái người lớp 1 cưng có bằng nhau có nói chuyện được không, người ta muốn đi lên không mà cưng có khi nào người ta dậm xuống không, không nhưng mà nghĩ cũng đúng, tại vì mấy người trong tù toàn là thấy mấy cái người học nhiều không à, sao ngộ quá tí. rồi nó học nhiều rồi nó thông minh quá nó bày ra đủ thứ con hiểu chưa, rồi nó biết mua kế này mua kế nọ. Vậy hả tỷ? Tại vì em không biết, Còn cái em người dốt thấy người chỉ có biết làm tiệc không mà không biết có giống gì đàn bài. kỳ, tự nhiên nhà tù Cưng toàn là là chứa những người học cao không à. trời ơi trình độ nó quá trớn, là nó thông minh quá, cái nó lường gạt người này, cái lời lẽ của nó quá chừng bén luôn á, con hiểu chưa. Đây nè, giống như tỷ là tỷ làm chung với cái thằng đó là học tới lớp 12 đều nó nói chuyện với tỷ toàn là nó học thức không à, thì nó nói chuyện lên với tỷ rồi rồi là cãi lộn đó, thì nó lấy từ cái khoa học, nó học trong cái sách vở nó đem ra nó nói không mà cưng hiểu không, Dạ. nó đem sách vở ra còn tỷ không có đem sách vở, chỉ đi trong cái trí tuệ cái trí huệ tỷ nói người nó có biết được không, không Cái học thức là chỉ để cho người thế gian thôi, chứ người vô vi người ta đâu có xài. học tới lớp 12 rồi nó học lịch sử là nó học khoa học nó học đủ hết trơn, bây giờ là cưng nói bác sĩ đó, bác sĩ nghe thì nói nào với các ông bác sĩ là nghe mà ông chẩn đoán đi học hết ở trong cái trường lớp bác sĩ đi, nó chỉ chẩn đoán thôi là có cái con mắt nó là nó nghiên cứu về cái trong nó banh ra cái bao tử rồi chẳng đi, nó phải nghiên cứu rồi nó đau trong đó cưng có biết không, có biết có một làm đâu không, phải nhìn nó là quay bằng bằng cái thằng thông nó mới biết được, còn cái người bên bên khoa học thì nó phải lấy cái kiếm gì nó gỗ chút vào thẳng mắt, cái con mắt đó là mắt gì kiếm gì đó để chút thẳng. Có nghĩa là Phật học, có nghĩa là Phật học rồi mới tới khoa học. Cái tự đâu nó có cái gọi vô trong, nó lấy cái kiếm gì nó có trong, cái kiếm nó từ đâu có, phải cái không không chừng Còn hỏi hết đi, cái ông bác sĩ hay cái ông thị sĩ nào cũng vậy trơn, nó lấy từ đâu nó có ra, nó phải có trí tuệ hẳn trí huệ nó ra nó mở ra không, nó làm không, còn bên Phật học nó đó không có là nó không có hiệp với cái âm dương, nó làm gì nó thấy tốt ở trọng cái điệp từ đó, có lấy âm dương nó chung như đó nó xem nó gọi được không, nếu không có cái điển trời đất là cái đó là cũng như là khi bằng trên thiên dưới địa địa là tạo ra những cái đó đó, con hiểu không. Chứ bác sĩ là nó học nó chẩn đoán không chứ nó biết cái giống gì chẩm, nó học rồi nghiên cứu nó chỉ chẩn đoán thôi, rồi những cái thầy bà cũng chẩn đoán thôi, những người người ta có cái pháp thích Phật là nhìn thấu tới vô trong cái bao tử cần có cái gì chẳng luôn, cần hiểu không, Mà nếu mà nó hay thì cơn bão số 5 đó, nó không giỏi nó đón đi, nó biết trước đi, sao nó biết được? bây giờ nó không có nói về thiên văn địa lý được chính xác nữa, nó không có được đi chính xác nữa đó, Nó đón thôi chứ nó đâu chính xác nữa vậy. không nó chỉ đón 90%, thí dụ như mưa là bao nhiêu độ á, ví dụ nó nghiên cứu từ bằng hang cái đầu của nó, cái đứa mà nó học bên cái thiên văn địa lý rồi á là nó phải thiền định giống như người mình mà đi học đi tu vậy, tôi nghĩ tôi cũng rất là thiền định luôn, phải nghiên cứu ngước cái đầu lắm nhân cưng,
Nhưng mà mấy người học cao giờ người ta thành khùng hết rồi tỷ. Họ ảo Tại tưởng vì hay sao á. học viết rồi nó làm bên cái người đó thôi, viết rồi nó thành phụng luôn, tao không biết. Nó cao quá không có người nào để nó ấy hết trơn, biết là nó cũng ngầm đó lắm, nó đâu có còn nhớ cái giống gì, nó không cùng cho được. Học thức là có nghĩa là học mới biết, còn còn cái không học mà biết là kêu bằng cái gì tỷ? Không học mà biết là kêu bằng cái gì? Trí thức hả? Trí thức là sanh ra trí tuệ đó, còn người người Phật học là trí huệ. Trí huệ nó nhìn thông suốt, nó thông suốt từ tâm nó cưng, từ cái tâm không nó cưng, hiểu không? Dạ. Nhưng mà trí thức Trí tâm thì trí thức cũng giống như là những cái người mà làm ra của cải, cái đó là bên vật chất, còn cũng như bên Phật là bên tinh thần, đúng không vậy? giống như nhau thôi, nó cũng lấy cái từ từ cái trí của nó tạo ra là như vậy nè, con hiểu không? Nó ngồi nó nghiên cứu rồi nó lòng nó cũng nhắm mắt nó để nó nghiên cứu để nó tạo ra những cái gì, con hiểu không? Nó cũng có trí tuệ đó, Dạ. nó ngồi chung với em để nói những cái người mà người ta hay hay thiền định, hay nhắm mắt nhưng người ta không ngủ, nhưng mà trí tuệ người ta mở ra con. Dạ. Rồi nó coi nghiên cứu ở cái giường, ví dụ cái tủ nó nóng quá lạnh như thế nào, và cái con ốc nó từ cái không mà nó tạo ra, con hiểu cho cái không mà nó có đó, Dạ. trong cái đầu nó là cái không rồi, con hiểu chưa? Nó muốn ra con ốc nó phải dễ ra trong cái đầu nó, thì xong nó mới tạo ra một con ốc nào giờ rồi 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 được cái chỗ đó, mỗi vô con ốc là mấy phân mấy ly chỗ tự nhé, nhưng nó phải phải vừa vừa đâu nhân cân, mình phải từ hiểu cái con ốc nó là bao nhiêu ly, rồi bên kia là cái lỗ nó bao nhiêu ly, cũng phải gắn cho nó sát bao hay là bao nhiêu, ví dụ như giường tấm ghế gì bây giờ nè tạo ra nè đủ thứ rồi, ở đâu nó có, nó phải có trí tuệ, nó phải sáng suốt và nó suy nghĩ tùm ra, nó tạo ra cái nhà này cũng dữ lắm luôn. Còn mấy người ta có trí tuệ, người ta nhìn chơi người ta làm được hết trơn. Tỷ cho em hỏi là sao mà em nằm mơ em thấy cái thời Atlantis á, tỷ biết cái thời đó không? Cái thời mà người Atlantis á mà bị lũ lụt mà bị chìm á, tỷ có lên cái quốc độ đó chưa? Không biết cái đó, nhưng mà theo chị nghĩ là như là cái thời đó là lúc là ta có bao nhiêu ngàn năm mà tỷ không có mà hiểu cái đó về cái đó, nhưng mà Dạ. sau bây giờ thì hiện giờ tỷ không có hiểu gì luôn á, giống như cái đầu mình không có gì trong. Dạ, cũng như cái nước đó là mấy ngàn năm rồi, cũng như là cái nước đó cũng hiện đại mà bị, cũng như là cũng tài giỏi á, rồi cũng chế tạo vũ khí này kia, rồi bị giống như là bị hại vậy đó, rồi bị lũ lụt và chìm hết cái thành phố Atlantis á. Sao em nằm mơ em Đó thấy đó hoài à? từ 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 cái chỗ mà người ta bị lũ lụt mà chết sạch trơn á, hiểu nha, rồi bắt đầu có cái linh hồn họ đâu có về đâu, như nằm đó đó, ví dụ như nằm đó đó, bây giờ nằm đó đó, rồi sau này á bắt đầu hả, trời ơi khủng khiếp lắm, mặt trận nó cái tin nó cũng thế đó. Khủng long là từ đâu nó có, rồi từ đâu nó bị dẹp, Đúng rồi. nó nằm ở trong đó đây. Nếu mà nó sau này mà trong rừng trong núi mà rắn to hay vô chỗ thú dữ đâu ghê lắm con ơi, nếu mà lũ từ lên tới núi luôn là coi như rắn rết rồi nó ra cho con thấy Nhưng mà nó có cái câu cái con chuyện trong và một cái đảo là một cái núi nào nha, một rắn còn bằng khủng khiếp ở bên đây nó quay nè, từ chị thấy rồi đó, rắn nó đảo rắn hả cái chị? núi rắn Đảo rắn chảo rắn à? con thấy rồi. Rồi 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 ai làm chủ nó đây, ai để diệt nó đây,
đừng suy nghĩ tới cái khoản đó đi. Nhưng mà giờ em hỏi tỷ nè, là cũng như tại sao miền Trung lại lũ lụt mà miền Bắc lại là lạnh, là sao vậy tỷ? Đã nói rồi mà, ví dụ như cái đất nước đó khi xưa là họ dùng cái gì đó là cha không cho cái vùng đó phải lạnh, nó giống như cái trái đất mình nó xoay tròn vậy là cân xoay tròn đó trái đất á. Nhưng mà miền Trung á, là bị lũ lụt quanh năm vậy là có phải là bị phạt không vậy? Cái lúc xưa nó ở trong, ví dụ như cha nói vậy đi, nay mà bây giờ là hiện bây giờ nha cưng, Dạ. nếu mà cưng ở ăn ở cưng không cưng vung đi, còn cưng mà cưng cứ thu 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 vô là mai mốt sau này lớp nào là cưng đưa vào cái chỗ đó sống là cưng quá cực khổ, là quá lạnh lẽo, nó nhiều thứ lắm đó. Sau này nè, nếu mà sống ở tu mai mốt mình sống ở cạnh vua là sung sướng nhất, nghĩ chưa? Nhưng mà tỷ Muốn biết tu muốn về chỗ sướng là bây giờ cưng tu, nghĩ chưa? Cưng muốn khổ là cưng có ôm đi. nhưng mà sao em thấy nhiều thầy tu lên thành vô tù rồi tỷ, Sao? thêm vô quyền nữa, tu có thành tù quá, Tụ là sao? ở tù quá. Thầy Tụ là sao trời? tu á sao mà lại cái ở tù nữa? Ai kêu cưng đi vô chùa tấu? Ủa vậy là chùa làm Ờ, sai hả tu tỷ? là sửa lầm trong sạch thôi chứ đâu phải tu như mấy ông đó. Mấy ông đó làm sai hả tỷ? Trời ơi, lúc mà tỷ cái chim ba của tỷ là nay mấy ông ra hết trơn á, thấy chưa? Nhưng mà nhà Trời ơi, tỷ ông cứ giả cho nên nó lụng 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 cuốn thịt trơn đó. Mà tỷ nói giả ai mà nghe tỷ, tỷ nói thấy chưa? Tỷ nói giả không mà không ai nghe tôi hết trơn á. Cứ chạy theo vô đó. Thì nói vậy đó. chạy theo Thì mấy ổng mà chạy theo màu sắc giả không mà chung như dạ. đó, không có nghe lời tôi gì hết trơn, lo sửa tâm sửa tính gì hết trơn, lo đi như đó hoài. Rồi bây giờ sáng đó chưa, chỉ bò lên cho mình ơn tỷ cho tôi không có ra được cái chánh pháp gì hết trơn, rồi tiêu sạch trơn luôn, lụm bại hết trơn, con hiểu không? Bây giờ là kiếm cái mà nó chân thật nó rất là khó luôn, con hiểu không? Giờ tôi đi kiếm hết đi. Nhưng mà tỷ nằm mơ chị thấy là lúc trước báo là mấy ông thầy tu ở chùa làm sao vậy tỷ? Tôi giả rồi nó làm nguyên cái hàng hàng ở trên cái đầu mà mấy mấy cái nút 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 ở trên đó Mấy cái nút chấm trên nó làm đầu, cho chấm trên đầu á mà hả? nó giả không hả? Có nhiều người lại bơm cái thấy tai nữa tỷ. Đó trời ơi, làm đủ thứ mà nó không có chân thật gì hết trơn á. Rồi chị đi tới đâu chị thấy chùa này rồi thất kia cái đài luôn nghe, chứ ngoài tỷ nó riêng là đạo Phật không nghe, giống như tỷ đi tùm lum từ lưa vậy không biết tao nữa. Rồi tỷ nói trời ơi, rồi luôn cái tùy nhóm mà nó không có nghiêm túc gì hết trơn đó, nói chuyện Tỷ rơm dạ trời mà nó hơn thua không à. Cái đó là tỷ thấy chính mắt luôn á, cũng phải tỷ ở đâu xa chưa. tỷ biết ông Tám nó bên đạo Cao Đài không tỷ? Không, không dám đâu chứ. Ông Tám mà quản lý cái tòa thánh Tây Ninh đó. Chị chưa có gặp cái vị đó. Nhưng mà chị vô đó là trời ơi, thôi nói chung là kỳ lắm. Và chị không có dám nói đâu, tự họ biết sửa đi chứ chị thấy rồi. Nhưng mà giờ em hỏi tỷ nè, tại vì em có cái cảm nhận á, là em vô tòa thánh á, là em thấy những cái người mà có chức vụ trong đó thì cái tầm hiểu biết người ta lại thua cái người ở ngoài. Chị nói rồi mà, nếu mà nó lên được cái chỗ cha ông ngồi nó cũng lên luôn rồi. Trời ơi, chữ nó vô trọng nó làm cho
không còn cái gì là đạo hết trơn, nó hơn thua đủ thứ hết trơn á. Rồi cái đạo này qua bên đạo kia muốn làm thiệt cũng không được, nó không có cho vô, nó nói chung là chặn đường hết trơn á, hiểu không? Vô heo nó giữ cửa rồi nó nói đúng thứ hết trơn, nó nói nếu mà cha mà ông làm việc một cái là không còn cái chữ nào hết trơn. Bởi vì khi mà tỷ làm thơ câu văn là cái thằng nó nói á, ông ngoại ông nội gì của nó làm tới rễ xanh là làm tới cái giống gì đó không hiểu nha, nhưng mà cái câu văn của tỷ nói ra một cái á là nó sẽ không ưa tỷ luôn. Nó sẽ không ưa tỷ luôn đó, Cái câu có văn hiểu đó, không? cái câu văn nó sao vậy? Ngày vô lớp 1, lớp 2, ngày lên đại học, nhưng đi sai hết rồi, đường đi chẳng biết dung bồi, chỉ ham danh lợi tiền tài quá tay, làm sao biết được cái ngay. Nó đưa lên chức hoài hoài, chẳng ai biết được cái ngay ở chỗ nào hết trơn, con hiểu không? Cái Mấy cái đó ngay là hay cái quá thẳng ai đó, à. làm phải làm ngay làm lành đó, Nhưng mà câu thơ đó tại lấy đâu ra mới tự tâm tỷ sẽ lấy ở đâu, trời ơi đất ơi, ở đâu mà ra, nghe nó kỳ quá. không có phải. Tại vì chữ chưa có nói cái văn nó muốn nó hay thì nó hay, nó muốn nó bình thường thì nó sẽ bình thường thôi. Giống như vậy đi, đi hát pháp đi, đi hát đi, bài hát nó rất là mùi là thấp luôn, con hiểu chưa? Có nghĩa là tại muốn cao là nó cao thật là cao, còn nếu thấp thì thấp thật là thấp, còn muốn vừa thật là vừa, đúng không tị? Chị muốn hát nó mùi thì sẽ khóc luôn, nước mắt nó chảy ròng luôn, hiểu chưa? Nói gì mẹ đi, tỷ làm bài pháp là người mẹ đi là tỷ là các chị khóc luôn đó, hiểu không? Giờ tị làm bài phép, bài pháp gì mẹ đi. Thôi không có được thì duyên đi, thì duyên thì mất, giống như chị duyên đến duyên đi, nó chị duyên nó tự 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 nhiên nhiên là chị khởi là khóc luôn đó, chị khởi lên bài pháp là khóc luôn đó, phải sư còn khóc là chi giờ cưng cưng cũng khóc luôn. Nó kỳ Sao lạ vậy, sao nó chị kỳ không có quá hiểu, chị không biết. Từ tâm á, từ tâm đó cưng, dạ. từ tâm mà nó ra thôi chứ tỷ không có biết. Cái gì nói sao á, chị nói quá bình thường, chắc có lẽ là nói cái bà là chắc quá nhốt dữ lắm, không biết dựa lên bên hối tầm vậy. Mắc Cái kiểu mà cười lắm. ở dưới đất thì nói chuyện trên trời đúng không? Ừ. Nói chuyện tào lao, lao tào. Thôi Ừ. vậy. Ừ. Ừ. Cái tỷ hỏi lại chứ các chị ơi, các chị từ đâu, các chị biết được, các chị câu thông với ông trời, câu thông với mẹ mổ, rồi câu thông với các chư vị ở trên, rồi câu thông ở dưới âm phủ âm dương gì đó, rồi các chị lấy ở đâu ra vậy, rồi suy nghĩ là mình đi được tới đó, còn người, những người bình thường họ đâu không có đi được sao, ví dụ nhãn cưng, ví dụ vậy đó. Rồi các vị em nghe cái gì các vị chứng được minh được, ví dụ sao, ví dụ như mấy người đã nói lại tỷ thì tỷ sẽ hỏi lại ngang. Ủa tỷ tuy rằng bình thường giống như bên tuệ vậy thôi. Nhưng mà tỷ cũng thông minh quá ha, tỷ gặp những cái người mà thử tỷ, tỷ đâu có tin đâu. Trời ơi, nói chung là bao nhiêu thì dù cho chim bao sự bằng sự thật đi nữa thì giờ ổng là mình, vừa ngài minh sư minh tu ma luôn gì không biết nữa, ngài nói là pháp của ngài rồi, ngài trúng thiệt của ngài không phải là của tôi, là tôi cũng không cần phải nghe theo ai hết trơn, tôi chỉ nghe lời
cha mẹ là tôi theo cái lẽ phải, cái lý ở đời này, sống là phải, làm phải làm lành, rồi tôi phải lấy cái lòng chân thật, tôi đã sống trong cái cuộc đời này là phải thật, rồi tôi đi theo cái của tôi là chân thật, nói phải cho nên cái nào nó sự thật thì mình nói, ví dụ như tôi nằm trên bao thì tôi nói nằm trên bao, rồi tôi trong cái này nó có cái gì thì tôi nói nó có cái gì, chứ tôi đâu có lấy đặc điều, ví dụ nhân cân. Rồi ví dụ tôi đặt ra rồi tôi được tiền, tôi được dạng, được ai cho cái gì, ai cho tôi cái gì gì trên 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 trời gì, tôi đâu có cần phải phải được cái ngôi vị đó, tại vì mình không có cần cái ngôi vị. Tôi hiểu chưa? Tôi hiểu tỷ nói không? Hiểu rồi, có nghĩa là tỷ không cần vật chất, không cần cái ngôi vị, không cần danh, không cần lợi, nhưng mà tỷ lại có cái huệ. Tỷ muốn là tất cả chúng sanh phải biết yêu thương cha mẹ, rồi phải biết hồi đầu hướng về cái thiện lành, rồi sống phải yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, từ trên xuống dưới phải biết yêu thương. Vậy tỷ có phải là người xưa trả lại không tỷ? Không có biết tỷ kinh cho cái gì là cho, nhưng mà tỷ không có biết. sao tỷ nói cái giọng giống người xưa vậy hả? Chứ bây giờ cứ đứa này nó tranh đứa kia tranh đứa nọ biết, và còn cái gì thế gian này trời ơi nó rất là khổ khổ cho những người. Rồi ví dụ như phải lực lực ra giờ, giờ không có tuân theo lực nè, rồi lực đời lực đạo gì nó làm bố tôi hết trơn, rồi cưng có cái thứ tự trật tự chỗ nào không? Nhưng mà giờ em hỏi tỷ nha, cũng như tâm đạo cao đài á, tại vì bên nội em cũng là đạo cao đài, em biết những cái người mà vô để làm cái chức sắc đó nhưng mà thật sự họ không có am hiểu đạo, và nhiều khi họ cũng không có cái đạo đức được thông hiểu được như tỷ nữa, mà họ lại nắm cái ngôi vị đó thì Trời ơi có bây dạy giờ được là ai nó tỷ? vô chậm đó, nó có hết trơn trong đó rồi, con hiểu chưa? Ví dụ như cưng đó ở trong đó là có đi một cái vị nào nằm ở trong đó, cưng vô cưng cúng cái hàng ngày, cưng nghe về cái vô trong đó nó có nhóm hết trơn á, cưng có thò cái vô, cưng là cái người bị khác vô đi, nó thấy không không được là bắt đầu nó muốn cho tẹt cưng đi ra rồi, không cho chị cưng vô, con hiểu không? Thấy trong đó là có những cái người mà để gác chùa, em gọi là cảnh sát chùa, mấy người nữ á, người ta cũng cái kiểu người ta cũng phe phái lắm á tỷ. Đúng rồi, tới đầu nó có cái nhóm tới đó đó, nhóm là trơn, nhóm quét nhà nè, nhóm là bột thuốc nè, nhóm là canh thuốc nè, nhóm đi hái thuốc nè, từ nhóm hết trơn tỷ xếp. Không lẽ nói bây giờ ta ổng thử một cái là không còn đứa nào hết trơn, từ trên xuống dưới đó. Vậy là cái này giống như là người thông mà người ngu mà trật ít là người thông trật nhiều đúng không tỷ? Mèn mẹ tôi bây giờ tỷ nói chân thật luôn nè, tỷ đi từ A đến Z, từ cái người chăm cứ, từ cái người mà trong 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 cái mà hầu cha là trong cái bổn mà làm từ mà trên mảnh xuống dưới luôn á, tỷ không đi nhưng mà tỷ nhìn thấy tỷ hiểu đó. Nghe cái câu mẹ nói không? Không tới mà đã tới, còn tới mà không tới lại chỗ nào, con hiểu đi. Người ngu mà trật ít thì người thông mà trật nhiều đúng không? Quá trời luôn mà làm sao? Cái đứa nào mà nó nằm trong cái cương vị mà cao nhất ở trong đó đó, nếu mà nó dạy xuống dưới mà nó không có đồng đều, không có đi theo cái luật đúng cái luật á, thì nó sẽ phạt nhiều hơn cái đứa ở dưới nữa đó, cái đứa dốt á. Cái đứa mà nó nằm trong cái cương vị mà ngầu cao nhất có hiểu chưa? Như vậy là cũng như Phật trời để cho những cái người có huệ toàn là những người ngu, người dốt, không là giống như là cái đó để giác cho những người mà học cao mà đại chấp đó đúng không thầy? Nó học cao mà nó có hiểu bà là bao, rồi nó dạy nó không có lấy là lòng mà thành thật chân thật, nó dạy xuống dưới mà
nó tiền thì trên trên đây tiền thì dưới cũng phải tiền, ví dụ nha, tỷ nói đơn giản thôi nha. Nó lo cho cha, nó làm cho cha, nhưng mà cái gì nó phải dạy cho nghiêm tốt, nghiêm minh, lực phải nghiêm minh đó. Lấy là cái tình thương bác ái con dạy xuống dưới á, nó phải có lòng từ hòa, từ trên xuống dưới nó hết giáo rồi trơn luôn á, là nó mới chữ hòa đồng, chữ hòa đồng. Xong rồi cái đồng đăng lên nó bị ngạn, rồi cái này đồng mà không có đồng, Dạ. vô trong cổng đi, mỗi một đứa nó cầu nguyện cũng không giống nhau, mà cái tâm nó không hướng về một 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 cái lòng chân thật nữa, cứ hiểu không? Bởi ngài hộ pháp, ngài ở trên, ngài biết từ đứa hết trơn hết trơn, cưng biết nha. Em thấy những cái người mà ta chấp tụng kinh nhiều khi người ta trật lại, nhiều khi cái em mới nói là có nhiều khi người ta lớn tuổi người ta đọc không rõ âm, hay là những cái người mà người ta bị ngọng, hay là những người ta cà lâm người ta nói gì không lẽ là trời Phật phạt họ, mà người đời cứ chấp. Người ta dùng cái tâm thôi, cưng đọc như thế nào là do cái tâm cưng thành tâm. Nếu mà cái tâm của cưng nó hòa quyện vào ở trong đó, cưng đọc cũng rất là mùi mẫn luôn đó, cưng biết không? Cưng hòa quyện trong cái từ tâm cưng, từ cái tâm cưng phát ra lời nói là trời, cái lời thơ hay là gì đó, từ tâm cưng là rớt nước mắt luôn, cưng hiểu không? Nó tâm mình nó dạt vào cái đó là cưng coi như là giống như mình hòa quyện vào cái lời nói luôn á, là nó thành ý thành tâm, nó ra nước mắt luôn chứ không phải chừng đùi. Cũng như một đứa con mà có hiếu với một đứa con không có hiếu mà về thăm cha mẹ với người mẹ cha mẹ, người ta biết cái người nào nói từ cái tâm hoặc cái tim của họ đúng không thầy? Đó giống như tỷ là ở bên đây nè, tỷ người ta làm mà tỷ thấy tỷ buồn thì nó sao cái người này mình làm mà cái người này mình chân thật quá, mà sao ổng lại không có ấy cho mình làm mà kêu hai người đó không ta. Tỷ đã tính vừa nói rồi cái ổng cha ổng không cho tỷ nói ra luôn á. Tỷ nói ổng nói về ổng nói trời ơi thôi con, mình mới vậy chưa cái miệng mình chưa có giấy ngang, chưa chưa có ra ngang mà không biết hết trơn rồi, con hiểu không? Là ông hiểu từ ổng nằm ở trong tâm mình á, trong cái tâm mình là ổng á, lự giống như con mắt mình là tâm luôn đó, lưỡng quan chủ thể là nó đó. Trời ơi trong tâm cái này là của ổng không mà ổng biết sao được. Ổng nói thôi đừng có cầu nữa nghe, ta sắp đặt ta là làm hết trơn rồi cho con hết rồi, con không cần phải lo, đừng có cầu nguyện nữa nghe không? Nhưng mà cái bản thân mình là chủ thể như vậy thì tu mình đâu cần phải chạy người nào đúng không? Theo người nào đúng không thầy? Thì đó, sao cưng chạy theo cái gì, đã cưng có cái ông chủ rồi mà sao cưng còn đi chạy theo người này người kia, người nào nó cũng giống nhau thôi. Bây giờ cưng đi cái ông đó đi, ông cũng đi ra theo con đường đó đó, ông về tới Phật đó, về tới chỗ đó là ông cũng đi con đường đó chứ đâu, mà mình đi trước hay mình về trước thì do nên mình đó. Họ cũng đi nhưng mà biết họ có về tới chỗ hay không mà cưng đi theo ổng. Cũng như Cưng phải giờ tự đi, cưng mà phải biết tới là không. giờ cũng như giờ nè, em thấy tỷ hay gọi đi em theo tỷ, nhưng mà nhiều khi tỷ dắt em xuống địa ngục luôn sao đúng không? Ủa, tỷ cưng có nói ra rồi, tỷ dặn cưng là phải tự đi, từ cái bản thân mình phải đi, tự đi. Cha ổng đứa nào đi đi mà đúng rồi là ổng sẽ phóng cái điển xuống cho cưng, các vị trên phóng xuống, cưng hiểu không? Cưng chỉ đường cho cưng đi, là cưng phải lấy cái lòng là chân thật, lòng thành là chân thật, cưng làm cái gì cũng thật, là cưng đeo là cái bát chánh đạo, cưng hiểu chưa? Giờ cũng như cái người tu phải nên bình tĩnh đúng không tỷ, không cần đi nhanh đi chậm Con mà phải bình tĩnh, con mình đi phải đi từ đúng hướng, từ, đừng có chạy theo ai hết cả, con từ tâm con đi. mình đi chậm chút nhưng mà mình đi đúng hướng đúng không tỷ? Chứ con đi chạy theo người ta làm chi vậy? Nhiều Giống như khi tỷ tỷ có chạy theo ai đâu.
Tỷ xuống đây có một mình ên, tỷ lên mạng tỷ coi huynh tỷ nào có xuống mình chưa ta, trời ơi, cho mình có mình ên mình là mình chắc tự nhiên tỷ điện cho người này điện người kia để gì chỉ chắc có duyên hay sao để mà điện vậy đó, chắc có lẽ là mẹ chỉ đường cho mình đi kiếm không tỷ muội gì đó hiểu không, thương con mới dắt mới dìu mẹ đó, mẹ chỉ dụng mà mẫu á. Ủa, à, hỏi chút công Trời việc của tỷ làm trong đó là làm bên dâu mà tỷ vô đó là tỷ hái hay là tỷ làm gì? hai bây giờ là chuẩn bị chồng trở lại đó cưng, chuẩn bị chồng lại ta cũng như gặp bỏ hết rồi, rồi bắt đầu bây giờ chuẩn bị ương ương xong rồi lấy ra chồng, chồng lại tới tháng 11 mới hái mới thu hoạch Tới dâu nó chua rồi hả nó tỷ? Nó chua hả tỷ? dâu nó đẹp đó, mình múc quay cho con nguyên vườn dâu Mốt tỷ quay ha. ra một khúc cho em coi thử cái này tỷ đẹp không? Trời ơi mai mốt mà nó ra trái nó đẹp cực kỳ luôn cưng ơi, nó trái nó bự Nhưng mà cái đó nó cũng mắc tiền lắm đó tỷ. trời, nó mắc lắm cưng, nó bán là năm năm 600 ngàn một dĩa, có mấy trái ở bên Việt Nam mình là tính ra mấy trăm ăn nổi không, Như một ký vậy là cái triệu mấy hả tỷ? ký mấy trăm à, mấy trăm tùy theo nhỏ bự á, nhỏ lớn lớn thì 30, 30 là 5-600 ngàn tiền mình là trái lớn mà nó ít lắm, nó mấy trái à, Ký là được mấy trái tỷ? chỉ giờ là 10 chục mười mấy mười mấy trái à, Ủa nó to dữ vậy? nó bự lắm cưng, bự bằng bằng tay ba ngón tay ba bốn ngón tay cũng có luôn. Bữa nào tỷ về Việt Nam tỷ đem về chừng vài ký hả tỷ? Trời ơi, con ơi, xách tay chứ mà xách nó làm tới làm luôn, nó chảy nước luôn đó. Nhưng mà mình về có mấy tiếng hồ mà. 6 tiếng nhưng mà cưng mua trước. Ủa cưng để hả, nếu mà nắng này nè. Trời ơi, nó đen thùi lui nha. À xấu ha. Nó xấu lắm, cưng đem bệnh không có đuôi. Ăn nhìn thấy nó quá kỳ quá. Đèn Cưng phải mua như vậy này, ví dụ sáng cưng mua là chiều cưng đi á là được, ví dụ sáng này nè chiều cưng mua đem về đi, giờ sáng cưng đi liền tức khắc á nó mới được, còn ví dụ như là chiều chiều tỷ không có đi vô chẳng mua rồi người người mua trước rồi trời nó hư hết, cưng ơi dâu nó mỏng manh lắm, nó hai dâu như cưng 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 như là hoa vậy đó, nâng niu nó phải không? buộc buộc không càng lắm đó, chị nói gọi mà tự thì mình đi đi em, tự mình đi nó mới chắc, cưng phải học từ tâm cưng, để cưng đi quay tùm lum rồi đó, những người người ta nói pháp nói đạo đó cưng phải từ cái chỗ đó cưng phải lấy cái bài học rút ra, cưng hiểu chưa, cưng lấy từ ở bên ngoài rồi cưng xem cái nào rồi cưng tự học, còn tỷ là trời ơi thì tỷ học những bài sư diệu kinh kệ tỷ tỷ đem ra tỷ làm lành không à, tỷ làm lành không à, tỷ làm luôn luôn làm giúp đỡ mọi người xong đó, trời ơi thứ điều mà tỷ nhịn đói thì cho người ta ăn luôn, trời ơi tỷ sĩ xương á hiểu không, Rồi ông chồng ông nói tỷ bị khùng à. trời ơi quanh năm suốt tháng là ông chửi tỷ cái câu này nè, thứ nhất là khùng, thứ hai nữa là trời ơi bà mà bằng bao nhiêu đó là bà cho người ta hết trơn rồi bà em bà là sao nè bà hiền lành quá rồi bà cái gì với trời ơi tàn là nói mình hiền với lại nói mình thiện với lại nói mình ngu nó mình khờ nó mình dốt nó mình khùng không mà cái đó là được rồi đó, người ta chửi mình khùng Có ngày làm chuyện tào lao không có anh tỷ? đó là cái cùng đó tôi nghĩ cho ra Làm chuyện tào lao mà lao tào phải không? ủa nó vậy vậy đó cái gì đó cái người kinh cảm thấy sao cái chồng sớm cũng nói cái bà này đặt cũng quá trời tiền lành luôn rồi
Chồng nói gì đó cũng nhịn được hết trơn, gặp tôi chắc là nhà cửa tan nát hết trơn rồi đó. Ví dụ vậy Trời. đó, tình cảm nhận như sao? Thì á, ví dụ như từ trong đến ngoài, từ trên chợ, từ ở đâu mà tỷ tới đến cái làng đó hay đến cái nhà đó là mọi người đều là tôn trọng mình, đều là yêu thương mình, đó là cái gì? Còn những người ghét mình là người ta không có được như mình rồi mới ghét, hiểu chưa? Người ta biết tu là người ta tôn trọng mình lắm. Ta ở nhà trời ơi, người ta lấy cái này lấy cái cho tỷ ăn rồi ta lo lắng đủ thứ vậy đó cưng. Lúc mà Nhật Bản bị nước cuốn, bị sóng thần, lúc đó tỷ biết không tỷ? Trời ơi, cái lúc đó tỷ nằm trên bao. Tỷ thấy sao mà trời ơi, nếu nó không còn một cái nhà nào hết trơn á, nó trôi xuống bò câu gì nó trôi cạch trơn con nuôi, là lúc đó là nhà tỷ hình như nó còn chắc còn lúc mà còn nhà lá hay gì đó rồi vậy, lúc mà nhà chỉ nhà thiếp là nhà lá gì không nữa rồi vậy, lâu rồi nha, nó phải mới đây đâu để tỷ nói trời ơi chết ơi. Đúng rồi đó, lúc mà nhà tỷ còn ấy đó em, từ trên xuống dưới là cho tỷ rất là nhiều, tôi hiểu không, từ ở trên trên trời đi rồi cho tỷ đủ thứ đi hen, rồi ở phủ quyền cũng cho tỷ, rồi ông Phật Bà Quan Âm cũng cho tỷ, thì con hiểu rồi con, mà tỷ có mê không? Không, cho tỷ, tỷ còn nói trời ơi thôi đi, tôi có tiền rồi tôi không có lấy đâu, thì tôi có tiền rồi là của quyền đâu mà nát. Tỷ thấy cái ông đó ổng uống cái tách nước trên bàn thờ tỷ thì cúng, mà ổng ngồi ổng uống mà tỷ nhìn đi thấy ổng cái tách này giống của mình quá, thì làm cho mau mà tỷ tới chừng tỷ cúng thì thấy trời ơi, hôm nay mình thấy cái ông là ông đó mà ổng cao người mà ổng đẹp giống bộ 3 tỷ rồi đó, ổng đẹp trai lắm, ổng cao lớn lắm đó chưa đó, okay, mà ông mặc áo sơ mi cục vai mà ông rất là sang luôn đó. Tại ông đem tiền qua cho tỷ là sao ông ngồi đó mà uống cái tách giống như của tỷ cúng trên bàn thờ con thờ của quyền á, cái con nói ông lẽ của quyền cho mình tiền cho tỷ tiền, cái ông nói cho hết đó khỏi thối, mà trong khi đó là ông kêu mình rửa nhà đó lúc trưa đó, này thôi tỷ không có chân mặn gì trơn kỹ, chị nói có rồi thôi có rồi, tỷ nói vậy em nhét vô cái tay tỷ, nó cười quá, tỷ thấy cái gì tỷ cũng không tham, tỷ cũng cái chút đất luôn mà tỷ không tham, ví dụ vậy đó, cho tỷ trúng chút đất mà làm cho bao đó, cái tỷ cũng sao rồi tỷ không cần dò rồi. Thì thấy người ta khổ quá, thì cho nguyên tâm xuống. Bất cứ thì hồi hồi xưa mà trúng cái số 100 triệu đó cưng. Cái chị nói nè, lấy cái số này về lãnh tiền đó, mua đất là cho con cái đi. Tỷ có nhà rồi, tỷ không có cần tiền này. Chị nói vậy đó. Trời ngộ lắm cưng ơi, trời trời trời, ông trời cho tỷ đủ thứ mà tỷ không có mơ, kỳ lạ quá không? Tỷ cho em hỏi là đó giờ tỷ có nhận ra cái mùi thơm không tỷ? Trời ơi mùi thơm tỉ ở bên đây nè con, nghe hoài luôn, lâu lâu vậy cái tỉ ngồi trong nhà nó nghe mà đóng cửa hết trơn mà sao tỉ nghe mùi gì, Nhưng mà mùi đó nó giống mùi trầm á, hay sao tỷ? cái mùi nó kỳ lạ lắm con, trên thế gian này tỉ chưa từng nghe cái mùi đó, thơm dịu và dịu làm sao đâu á, rồi nó vừa phước quá là thôi nha, không còn kiếm được nó đâu à. Có nghĩa là ở ngoài mình chưa gặp bao giờ. Rồi cái tỷ tỷ đang làm nè, tỷ đang làm dâu nghe, làm như có ở trên ai bay ngoan hai cháu, thì tỷ nghe mà tỷ nghe người ta nói vậy đó, nghe nói hả mà mấy cách gì đó mà đi ngang là cái mùi thơm dữ lắm luôn á, cái tự nhiên cái tỷ đang đi nè, đi đang đi tịch tan ngay trong trong sự luôn nha, cái nhưng cái nghe một thơm thơm quá từng luôn, nó phớt ngang thôi ngang chứ không phải là thơm giống như cái thơm hoài đâu à, Có nghĩa là thơm cái giống như thơm nó phớt là qua. phớt ngang, mình đi kiếm không có đâu,
Nếu là vậy tỷ mà tỷ hình như tỷ nhận được mấy lần luôn đó, mấy lần rồi thôi em nói cưng. Có nghĩa mình đang làm nó cũng thơm nữa. Đang đang đi tịch đang ở trong từ đang làm vậy đó. Tôi tính trời ơi, có mùi thơm đó mà thơm quá vậy. Có mùi lạ quá, mùi này hình như là nghe đâu đây rồi đâu đâu rồi nè. À, là lúc trước là ngồi trong nhà nhá. Ở trong nhà mình nước khô cũng kỳ lạ, không phải là mình mở cửa nhưng mà mình đóng ở bên đây là đóng cửa không mất con. Cái tỷ đi kiếm chỗ cho mùi thơm những ngày nó lạ lạ tỷ quá. Ở bên Hàn Quốc cái tỷ người ta thờ là thờ cái gì tỷ? Ở thần thì giống như ngày Dương Tiễn, ngày Na Tra, ngày Lý Tịnh, rồi thật cái thì không có giống thật quên mình đâu, thì cái họ khắc cốt khác nhau, nó giống là gốc tỷ lắm, không có giống bên mình. Sao tỷ ở đó tỷ có khi nào tỷ đi qua bên Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên tỷ du lịch không tỷ? Nói chung tỷ qua đây tỷ không có đi chơi đâu hết trơn, không có đi đâu hết trơn, tỷ cảm nhận như tỷ không thích đi chơi, con hiểu không? Nhưng mà Tao người không thích đi đâu hết trơn. phụ nữ Bắc Triều Tiên với Nam Triều Tiên á, người nào nhìn dễ nhìn hơn tỷ? Chị đâu có biết đâu, chị thấy là nó cũng giống như người Hàn đây chứ có khác đâu con ơi. Người Hàn với người Bắc Triều Tiên là cũng như ở đây là Nam nè, bên mình là Bắc đó, giống như mình vậy đó, Bắc Trung Nam á, con hiểu không? Nó chia ra vậy thôi chứ nó cũng người Hàn đó, hiểu không? Nó cũng là người Hàn nhưng mà nó chia cách ra, ngăn sông cách núi vậy đó, nó ngăn vậy đó, con hiểu không? Em cũng người Hàn đó nè, nhưng mà đều Hàn gió đá. Trời ơi, nó kiểu như nó không muốn hai ông vua qua đó, nó muốn làm vua qua đó, hiểu chưa? Nó muốn làm vua qua thì đương nhiên nó phải ngăn ra để nó làm một cái thế giới của nó gì đó. Trời ơi, không biết làm vua để làm cái gì mà lo quá trời, không biết thích làm vua để nó làm đủ thứ ra là may mắn mất khổ chứ làm sao. Cái duyên và cái số của mỗi người đúng không ơi, mình sống bình thường đi rồi á sau này đi. Trời, nói chung là này nè, cha ông dạy đi, để bây giờ tỷ nói cái câu này cho nghe. Cha ông dạy á làm vui như thế nào, cái đó là đề thi bài nghe ngang cân nha. Thi đủ thức đi con cưng, nói là từ không biết cách vậy đó, thi giống cái tỷ không mà mọi người đã khác nhau nha. Cha hỏi cái câu mình làm vua rồi mà mình lấy là tôi vậy nè em, quan nữa là được thần là dưới xuống rú rú ở dưới luôn đó, mình trả lời như thế nào đó, trả lời cho tỷ biết đi. Đi từ đâu từ 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 la đánh dép luôn, phải chuyện đùa đâu nha. Rồi thi á thì ông hỏi ví dụ ở trên hỏi cái thằng thân làm gì để làm cái trứng con gà luộc gà, cái trứng gì tùm lum hết trơn rồi, cái không là gì nữa, trời nhiều thứ hơi đủ kiểu luôn. Ông phải thi một câu nghe cân, nghe nhiều lắm đó. Ừ. Chứ không lẽ cân tự nhiên cân cân không có đề thi, là đề thi hết trơn rồi đó. Nhưng giờ kia tỷ nói là tỷ đâu có biết đâu, nói chưa có cho tỷ nói mà, hiểu không? Nhưng mà trong cái thời gian mà tỷ đang ấy là tỷ nói hết trơn, nói được hết trơn, cái Ủa? gì gì nó điêu hết, hiểu chưa? Ủa mà sao tỷ biết cái số điện thoại của em mà tỷ? Trời ơi, tỷ nhìn cái đệ như là đệ An quay lên nói pháp đó, tỷ nghe cái pháp này giống quá à. Nghe cái pháp này giống như tỷ nghe hàng ngày nè, nên tỷ tỷ mới tìm cái điện thoại của cưng ở trong cái này nè. Trong clip
số điện thoại rồi trong cái clip đó. Ok, rồi tỷ mới điện cho con. Giống như tỷ muốn tìm cái ngày nào ở trên núi đi, tỷ cũng tìm thằng thằng gì Nguyễn Nguyễn gì đó, chị Nguyễn Nguyễn ở trên núi quên rồi. Thằng đó ha, thằng đó hay quay ngày đồng sĩ đó, tên Nguyễn gì đó. Rồi tỷ muốn rồi nha, cái đệ đó đó, cái đệ đó là cái pháp của đệ đó, là tỷ làm như tỷ cũng làm trong đó, nó ngộ quá trời đó. Kỳ hả tỷ? Chắc học một thầy hay gì ra, một ông thầy trời hay gì ngộ quá kỳ lạ, mà trong vô vi chứ về nói là tỷ không có, không có biết đâu ạ. Lúc tỷ về Việt Nam tỷ chia sẻ cho mọi người nhiều clip về tỷ. Rồi cái tỷ mới hỏi hỏi trong vô vi chứ không phải hỏi bằng, rồi tỷ mới hỏi để quên ơi sao mà mình thấy như vậy đó, rồi mình sao mà nó vậy hoài à, rồi biết tu làm sao, biết làm sao. Rồi cái ngài đó nói biết sao, ngài đó biết mình là ai luôn á nghe, mà ngài đó không nói đó, ngài đó nói vậy đó, nói vậy nè vị đồng chí á nghe, nói tỷ ơi khi xưa tỷ đã cái nhân viên tỷ nằm ngay đó đó, nhờ quán chiếu lại cho tỷ thấy hết trơn là tỷ đã đạt, đã tỷ có rồi, tỷ hiểu chưa, là tỷ đã có sẵn rồi, bây giờ tỷ hoàng giống như là nguyên nguyên thần nó trở về là tỷ biết hết trơn, nguyên thần nó cưng hiểu chưa. Là tỷ sẽ biết hết trơn Ủa tỷ nói về vô nhà chưa? chưa. Vô cổng thì sợ gặp ông chồng mà không nói chuyện được hả tỷ? Trời ơi, ông nằm đó nghe không hỏi nói chuyện với ai vậy, người biết nói chuyện với ai. Nhiều khi á là tối này nè, là ông nói chuyện tới 11 giờ mấy luôn ha, gần 12 giờ luôn ha, cái ông đi ngang ông nghe mình nói chuyện, mà cái em nó nói chuyện chút xíu à, cái em nó nói chuyện thấy cưng lắm luôn, phải nói trời ơi cưng ơi. Ở đây người ta không có ưa con, người ta không có thích con, vậy người ta nói con nói chuyện tao mà nhỏ xíu à, nói chuyện rồi á, trời ơi sao bà than gian quá chừng đi. Rồi tỷ mới nói trời ơi đúng rồi, cưng nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, rồi cưng xinh đẹp nữa, người ta sẽ ganh tị cưng, người ta không có thích cưng rồi. Cưng á là cưng á, cái lấy cái gì cưng cũng hiền lành hết trơn á, cưng không có mạnh mẽ hết trơn, rồi cho như người ta sẽ nó cưng yếu ớt quá là người ta sẽ xem thường cưng nữa. Trời ơi giống như tỷ hồi xưa ai cũng ăn hiếp tỷ hết trơn á, mà giống như cái lúc mà tỷ không có ai ăn hiếp tỷ được là tỷ cưng biết làm sao Sao? không, trời ơi, giống như bên bên trong mình là có người hộ pháp mình hay sao á, trời ơi, quyền lực ghê lắm. Rồi, tỷ Đặt kể, một tay nghe tỷ. Kể nghe. thì sao, Tỷ kể nghe. trời ơi đặt cái xe một cái gầm, ví dụ nha, thì lấy cái chánh pháp và chị nói là cái lực luôn, chị nói là người ta sẽ không nói lợi tỷ luôn, không hiểu không, Nhưng mà nước một chánh pháp bình thường tỷ hiền chị lắm mà sao tỷ đạp chưa chiếc xe? cái xe đẩy đó mà người ta nói không đúng, người ta nói sai mà ta không chịu, tỷ mới giận lên thì chị đập cái xe một cái gầm, ví dụ chị đập vô vậy đó, chị nói cho hiểu được cái lý lẽ mà tại sao mà không có nghe, mà tại sao mà cứ không có hiểu lý lẽ đó, nói hoài không chịu nghe đó, hiểu không. Chị nói xong rồi chị giải thích xong rồi chị nói chị thương chị mới nói, ví dụ vậy đó ngân cưng, chứ không phải tỷ cãi lộn, tỷ nói như vậy tỷ giải nghĩa cho nghe vậy, tỷ không phải là cãi lộn, nhưng cưng đi sai mà cờ nói hoài cưng không chịu nghe, ví dụ là tỷ nói vậy đó, chứ không phải là tỷ đi đập
À, chị dằn mâm sắn chén hay là gì không có? Yeah. Ủa, cái việc ngộ lắm con. Con cảm thấy người ta có tin là tỷ không? Thì cũng có một số tin, còn một số thì không có duyên thì người ta đâu có tin. Rồi người ta hiểu ra rồi, người ta sợ tỷ luôn. Chị nó lấy chánh pháp chị nói cho mà chị không phải là muốn nói cái gì tỷ cũng được, ví dụ vậy nha, chị nói như vậy đó. Chị Dạ. nói là phải mình phải biết được cái này đúng sai để nhận xét, ví dụ như nha. Dạ. Trời ơi, mấy bà đó sợ luôn, nhưng mà tỷ lúc mà tỷ chân thật mà chị làm sao mà không có được cái ngài ở bên trên dạy tỷ đủ thứ lên, cân ngộ quá. Dạ. Dạ chỉ làm sao như nhanh, làm sao lẹ, rất kỳ lạ lắm cưng. Ngộ hả tị? Ủa, có người đi theo độ hộ tỷ đó, hiểu Dạ. không? Sao bên đây người ta cũng xuất hiện ra, chỉ thấy luôn rất kỳ lạ, mấy ông thằng ở đây hay gì á. Kỳ lắm. Chị nói sao kinh người ta. Ngộ Đã hả thấy tị? mình chân thật đã thương cái gì chứ, đã nói rồi cưng, nếu là cưng nghe sống thật đi các vị thần độ cưng, hiểu chưa? Yeah. Ủa, chân thật á, các ngài các vị độ mình Yeah. là có nghĩa là anh nói là lân thần hộ pháp luôn, hiểu chưa? Yeah, hiểu. Hay lắm, để mà ra không chúng ta có tên nâng mắt rồi lắm cái này. Mà chị nói rồi là chị quên rồi, chị không có nhớ những lời mình chỉ lớn tiếng mình hay gì, chị cười bằng cười bình thường không có gì hết. Dạ. Thôi vậy tỷ vô nhà nghỉ đi để đứng ngoài gốc cây hoài. Dạ. Ê, con tắt đi con. Chào tỷ nha. Dạ.